Những cái dòng nén khí mà chạy không dầu thì mình sẽ là không thể bỏ lỡ qua cái video này. Đây là một trong những cái dòng máy nén khí chất lượng đến từ thương hiệu của Yamashu của Nhật. Một trong những cái dòng nén khí mà lên hơi cực nhanh. Đặc biệt là dòng nén khí này thì nó sẽ đã được trang bị cũng như là cải tiến về cái vấn đề lên hơi cực kỳ nhanh. Hôm nay em mình lại tiếp tục lên cái sóng dòng máy nén khí lên hơi nhanh đến từ thương hiệu của nhà Yamashu. Là dòng này thì đặc biệt là 100% của nó là motor là copper là khoảng 100% trên tác động đồng ha, và được bảo hành chính hãng về motor của nó là 1 năm bảo hành. Ở trên phần này thì nó có hai cái lọc lọc gió ha. Anh em có thiết kế là nó thiết kế với một cái màu xám xi măng rất là hot, cũng như là về cái bình nó thì khá là dài dặn, và bánh thì thiết kế rất là lớn nhá. Dây nguồn thì 100% là dây đồng, và tụ nó nằm ở đây, và nó có cái dơ le này là dơ le quá tải thì nó sẽ tự động ngắt cũng như nó sẽ bảo vệ cái motor này. Và đặc biệt là những cái dòng máy nén khí này nó có thể chạy không dầu cho nên nó lên hơi được cực kỳ nhanh, và khi mà sử dụng thì nó sẽ rất là êm ha. Về phần cái dơ le FPA này thì nó sẽ bao bọc rất là kỹ, và nó có tắt on off ở đây ha, auto là tự động, có nghĩa là khi nào là máy này thì nó sẽ bình hơi là 30 lít và 8 ký thì tự động nó sẽ nhảy ha, và nó được chia ra là hai vòi để tạo khí hơi để mình sử dụng rất là mạnh ha. Đây, hôm nay mình xả hết đi, chút xíu nữa mình sẽ bơm và mình sẽ phải test thử xem thử là cái độ hơi lên hơi của nó là bao nhiêu giây thì nó sẽ đầy bình ha. Con dòng máy nén khí này là cái dòng đến từ thương hiệu của Yamashu, con này là 2HB. Tất cả dòng này dòng 2HP ha, lên hơi rất là nhanh. Ở đây thì về ở bên này thì nó sẽ có van chiết khí ở đây. Cụm của nó là bằng đồng 100%, hai cái dây dẫn khí xuống bình ha, tạo lên hơi cực nhanh để đảm bảo cho vấn đề là phun sơn bằng kim. Tay nắm thì có rất là chắc chắn ha. Đây. Yamashu sản xuất năm 2024 là 24 đời mới nhất ha. Về cái đầu nén của nó làm khá là hàm hố. Ở dưới phần bình thì nó có một cái van xả này. Van xả ha. Rồi, với cái dòng máy này thì cực kỳ là chất lượng rồi. Mình cũng đã review nhiều rồi, và hôm nay thì lại review lại với anh em dòng nén khí tiếp theo, đó là thương hiệu của Yamashu nữa này. Hàng chất lượng cực kỳ, bình của nó là bình 30 lít rồi, hồi nãy mình có nói rồi ha. Cho nên là về để mà phun sơn, để mà bắn kim, hoặc là mình có thể sử dụng gia đình, nói chung là trong công việc, vấn đề kinh doanh hay là vấn đề sử dụng gia đình cũng được, nói chung là anh em thợ chuyên nghiệp cũng được, hoặc là các cái cửa hàng, các cái văn phòng, mình muốn một con máy nén khí lên hơi nhanh và tiết kiệm điện cũng như là cái độ êm ái thì hãy liên hệ số điện thoại ở góc trái màn hình để được đặt hàng ha. Và bây giờ thì mình sẽ test thử xem con máy thì nó xài điện là 220V ha. Rồi thì với test thử xem được cái thời gian nó lên hơi là bao nhiêu đầy bình. Ở đây thì mình đã xả hết ha, và đồng hồ đang về mốc là mốc số 0 rồi ha. Cho nên là bây giờ mình khóa cái van này lại. Ở dưới này thì sẽ có cái van an toàn, khi mà là tự động nó sẽ ngắt ha. Đây là rồi, anh em cũng biết rồi, quá đẹp, nói chung là quá là xuất sắc. Và bây giờ thì tiến hành sẽ là test thử con máy này để xem tự là cái thời gian của nó sẽ lên là bao nhiêu giây thì nó sẽ là đầy bình. Đang về số 0. Và bây giờ thì sẽ là tiến hành như vậy là tiến hành sẽ là test thử xem thử cái độ chạy của máy sẽ lên hơi bao nhiêu giây đầy bình anh em nhé. 1, 2, 3. Máy anh em thấy là máy rất là êm. Hiện tại thì mình đã bán rất là nhiều những cái dòng máy nén khí rồi. Nhưng mà với chiếc máy Yamashu của Nhật thì anh em thấy là quá là êm. Thật sự là nó êm giống như kiểu mà cái súng giảm thanh vậy thôi anh em. Rất là êm nhá. Anh em có thể làm việc xuyên buổi trưa. Và đặc biệt là cái dòng nén khí lên hơi nhanh của Yamashu này thì cái linh kiện và cái chế độ bảo hành của nó rất là chu đáo nha anh em. Đó, thấy chưa? Lên cực nhanh nhá. Và hiện tại bây giờ là đang là 37 giây. Để xem thì đồng hồ nó sẽ ngắt trong vòng 8 ký bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì nó sẽ đầy bình. Anh em thấy là khi anh em đang còn nghe mình review và máy đang khởi động và nó cực kỳ là êm ái đúng không ạ? Rất là êm ái luôn. Rất là êm. 55 giây đầy bình, thật sự là rất là tiết kiệm. Và trong vòng 30 phút thì đã đầy bình. Đúng chưa? 55 giây 37
là nó đã bơm đến tới 8 cái hơi 30 lít. Quá là đẳng cấp nha anh em. Thật sự là rất là nhiều những cái máy nén khí mình đã bán rồi. À, nhưng mà để về mà sử dụng với một cái máy nén khí mà lên hơi nhanh và được êm như thế này thì cũng là cái này là mình cũng là lần đầu tiên được test con máy này rất là êm. Thật sự là cũng không nghĩ là nó sẽ êm như thế này. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là nó quá êm. Đó, nó quá êm rồi. Và bây giờ thì sẽ tiến hành là mình sẽ test thử này. Ở đây thì chương trình sẽ được tặng kèm cho mình này. Đây, vì máy này thì sẽ tặng kèm cho mình là một cái súng xịt này. Tặng kèm cho mình một bộ dây hơi 9m này. Tặng kèm cho mình hai cái đầu nối nhanh. Đó. Và tặng kèm mình một bơm xe. Đó. Thì bây giờ sẽ test vấn đề là ghim bơm cho anh em. Máy này thì máy chất lượng rồi, anh em cứ về gắn cái đầu nối nhanh vào đấy mà sử dụng rất là bền nhá, cũng như là rất là nhanh. Đây là rồi, test thử nha. Ở đây thì sẽ là sử dụng đầu nối nhanh rồi. Gắn vào. Và đây thì sẽ tiến hành là test cái máy bắn ghim này. Ở đây. Ở đây là máy bắn ghim nha anh em. Đây. Đó. Anh em thấy là với một cái chiếc máy này thì thật sự là anh em đi công trình hay là anh em phun sơn BU đều là ok, rất là êm ái. Thật sự. Đó. Quá đã anh em ạ. Máy rất là êm nhá. Đó, quá đã luôn. Rất là êm, cực kỳ êm luôn. Anh em mà đi phun sơn là thoải mái nhá. BU nhá. Là sơn thoải mái, sơn gỗ, sơn BU thoải mái nhá. Đó. Đấy, là đây là test cái chế độ bắn ghim. Tắn anh em có thể là sơn BU, bắn ghim bê tông đều được ha. Rồi, còn đây là test cái chế độ xịt bụi này. Anh em biết là cái máy này thì thật ra là cực kỳ là ok luôn. Lên hơi rất là nhanh và đặc biệt là máy này thật sự là rất là êm ái khi sử dụng. Thật sự là rất là êm ái. Đây. Mình cũng không nghĩ là nó trở nên rất là êm như này. Và khi mà mình kinh doanh ở trong gia đình hay là trong các cái quán cửa hàng vân vân thì đây là cái máy xịt bụi này thì mình có thể là vệ sinh, mình có thể là lôi đi đây, mình có thể là lôi đi lôi lại rất là tiện bởi vì nó có bánh xe thành ra tuyệt vời. Đã bán rất là nhiều dòng máy rồi nhưng mà bây giờ mới test cái máy Yamasu phải nói là rất là hài lòng luôn. Cực kỳ hài lòng luôn. Rất là hài lòng đến cái máy này anh em ạ. Anh em thấy là máy rất là êm, cực kỳ êm nhá. Rất là êm này. Đang khởi động máy này, rất là êm luôn. Đúng là lần đầu tiên trải nghiệm con máy này nhưng mà đúng là không làm mình thất vọng. Kể cả bản thân em có review cái dòng máy này đi chăng nữa thì em vẫn rất là thích rồi. Đấy. Quá thích ha. Không bao giờ mà để anh em mình phải buồn, phải thất vọng về cái dòng nén khí thương hiệu của Yamasu này. Phải nói là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn anh em. Đây là về công suất của nó đây, 1490W là cái công suất của máy này này, motor của nó nhá. 1490W nhá. Nói chung là quá là đẳng cấp, 2HP thì lên hơi nhanh rồi. Đó, để như vậy ha. Là chương trình sẽ tặng kèm cho mình là một bộ dây hơi. Rồi đi tặng kèm cho mình là một cái súng xịt để hỗ trợ anh em. Đó là quà tặng nhá, hỗ trợ anh em này. Được chưa? Rồi. Tặng kèm cho mình là hai cái đây, tặng kèm cho mình là hai cái đầu nối nhanh này. Máy đi kèm nó không có nhá, tặng kèm cho mình là hai cái đầu nối nhanh này. Rồi, tặng kèm cho mình là một cái bơm xe này. Đó, thì những cái dòng giá trị của quà tặng này là cũng đã là 200.000 rồi. Thật sự là anh em mình mua ngoài nó đã 200.000 rồi ha. Đó, thì và còn phụ kiện của máy đi kèm thì nó sẽ có ở trong cái bịch này thì nó sẽ gồm hai cái lọc phiếu bảo hành và hai cái bánh là giống như này thôi ha. Còn ngoài ra đây là cái chương trình quà tặng cho mình là 200.000 quà tặng rồi. Và hiện tại thì giá của bên em mình là hoàn toàn là miễn phí ship cho anh em nha. Rất là êm nhá. Và hiện tại thì cái chương trình này thì ngoài quà tặng 200.000 rồi ha, là miễn phí ship cho anh em về đến tận nơi. Bởi vì cái dòng
nén khí của Yamasu thì số lượng của bên mình về cũng rất là nhiều nhá. Tại vì anh em cũng biết là cửa hàng của mình cũng rất là lớn, rất là nhiều đồ, cho nên là để mà trưng bày sản phẩm mà nhiều ra thì thật sự đến bây giờ là mình cũng không còn cái mặt bằng nữa. Thì anh em biết ở đây ha, rất là nhiều sản phẩm của bên mình đang cung ứng cho toàn thể khách hàng trên cả nước ha. Rồi giá hiện tại cái chương trình hôm nay, máy nén khí là thương hiệu của Yamasu Nhật Bản 2HP, lên hơi 55 giây đầy bình, tặng kèm đủ quà tặng ha. Rồi miễn phí ship, giá về là 2.499.000 nhé. 2.499.000 là miễn phí ship và tặng đủ quà. Tất cả hàng của bên mình là miễn phí vận chuyển. Đấy, tới nơi mình mới thanh toán tiền, mình test máy, mình vừa ý, mình thấy đẹp hơn trong quảng cáo và uy tín của shop dành cho khách hàng thì anh em cũng biết rồi, các bác cũng biết rồi ha. Rất là uy tín ha. Bảo hành sản phẩm là 12 tháng và hỗ trợ sau vấn đề bảo hành. Có nghĩa là tất cả những cái phụ kiện của bên em đều có sẵn để mình hỗ trợ cho anh em khách hàng ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu hãy hãy alo cho mình, hãy liên hệ góc trái màn hình là số hotline của mình. Xin được chân thành cảm ơn anh em và xin chúc anh em thật là nhiều sức khỏe ha. Cũng như là hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em Minh, cho mình xin một like. Những anh em nào đã từng mua hàng của em Minh rồi thì hãy comment bên dưới video để ủng hộ ha. Bây giờ em Minh xin chào và hẹn gặp lại.